Sếp thích trai hư mà gái gú nhưng giàu, hay là trai tử tế mà lại nghèo? Hư. Hư. Thế nhưng mà hư nó lại đi gái gú thì làm sao bây giờ? Thật ra bây giờ thôi thà lấy thằng giàu nó đi gái gú còn hơn lấy thằng nghèo nó đi gái gú. À, bởi vì thực ra đàn ông thằng nào chả đi gái gú đúng không? Đúng. Thằng nào chỉ đi gái gú thì thà tốt nhất là lấy thằng giàu hơn, đúng không? Đúng. Ừ. Thế vậy thì thế gu của sếp là gì? Gu nói chung là là cái người mà mình thích. Thích nhưng mà phải có gu như nào thì sếp mới thích. Gu là cu to hay là em xin lỗi, tưởng gu là cái gì ấy chứ. Gu của sếp là gì? Xong là cũng kiểu nhìn cao to đẹp dai, trắng trẻo, thơm tho sạch sẽ. Vâng. Tự lập về kinh tế. Vâng. Người mà tinh tế, biết điều. Thế về em hỏi sếp nhá, là giữa 6 múi nhưng mà con kiêu ngắn. Và bụng vệ. Cái kẹo đổi gió nhất dạng ngũ dao này á, thì chả hăng hái chiều vợ 2-3 hiệp, mà cảm xúc của hiệp nào nó vẫn cứ như hiệp đầu, cứ cứng đe cứng đét, hào hứng hiệp 1. Thế thì làm gì chả mệt. Thế mới gọi là kẹo đổi gió. Tức là lâu lâu mình dùng để đổi gió một lần thôi, chứ anh dùng liên tục làm gì mà kêu mệt nhá.